chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Oscar Family TV. Dạo này mình rất là bận, mình ít có đăng video tại vì mình đã đi làm trở lại, công việc nó cứ liên tục . Thành ra mình có ít có đi đâu cũng như là đi du lịch, thành ra ít có đăng video cho các bạn xem. Thì mình hẹn những ngày sắp tới mình có nhiều thời gian mình sẽ quay video mới cho các bạn xem, thì chủ yếu là những cái nơi thắng cảnh đẹp của nước Úc. Hôm nay thì mình cũng đi làm như mọi ngày, sau cái giờ làm mình về nhà thì mình ra ngoài vườn mình phát hiện ra là cái trái bầu nhà mình nó đã lớn rồi nè các bạn, thấy không? Không biết các bạn có biết đây là trái bầu gì không? Đây là dạng bầu sao của Việt Nam mình á, thì mình cũng lấy giống này từ người anh của mình, anh trai mình á, cho mình hai cái hộp bầu thì mình đem về mình ương, thì nó lên thành cây rồi bây giờ nó ra trái. Thì bầu năm nay á, không biết là do mình trồng không đúng cách hay sao đó, nó chỉ được có một trái này thôi. Mướp thì trái nhiều lắm, còn bầu thì nó duy nhất chỉ có một trái này. Nhưng mà hôm nay nó đã đủ ngày tháng rồi, nó trọng rồi, mình phải cắt vô chứ không thôi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cây, như là nó bị già thì mình nấu ăn nó không ngon. Thì đây là một cái dạng bầu mà người Việt mình rất là thích trồng, cũng như là nấu ăn nó sẽ ngon hơn những dạng bầu khác. Mình không có biết nhiều về bầu đâu, nhưng mình hình như mình để ý hình như là chỉ có hai giống bầu, đó là cái bầu xanh đó các bạn, là màu xanh dương nhạt, với lại bầu sao. Thì đa phần thì mọi người đều thích ăn trái bầu sao này, tại bầu sao này khi mình nấu lên cái vị nó sẽ thơm hơn và ngon hơn các bạn. Đây mình quay cái dạng bầu cho các bạn xem. Thì mình chắc có lẽ là do mình trồng ở trong cái cốc này nó ít ánh sáng, mình dành ở đằng cái khu đằng kia cho cái dàn mướp rồi, nên chỉ còn có cái dàn này là nó trống thôi. Thì hôm năm nay thì bầu nó không có phát triển mấy, nên nó chỉ cho có một trái này thôi. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới nó sẽ có nhiều trái hơn. Thì bây giờ mình phải cắt cái trái bầu này vô, giống như để nấu canh hay là để dành ở đó cho nó ngon, chứ không thôi nó già thì mình cũng không nấu ăn được các bạn. Khi mình cắt bầu á, mình cũng giống như cắt mướp vậy đó, mình cắt sát cái phần cuốn này nè các bạn, để cho nó không có nuôi cái trái này nữa, rồi nó sẽ dành chất dinh dưỡng cho những cái trái tiếp theo. Bởi vì cái trái bầu này rất là nặng, nó không phải như trái mướp, cái dinh dưỡng của nó vào trái này nó cũng nhiều hơn, thành ra mình phải cắt nó sớm thì nó mới có nhiều dinh dưỡng dành cho những cái bông cái khác, rồi bắt đầu những trái tiếp theo. Trái bầu này cũng nặng lắm nha, cũng cỡ 2 kg mấy á. Bây giờ mình cắt nha các bạn. Mình cũng có làm cái hỗ trợ thêm, mình giữ trên đây nè cho nó chắc, chứ không thôi nó cũng tét cái nhánh này lắm đó các bạn. Rồi các bạn thấy không? Đây là trái bầu nhà mình nè. Mình đã cột nó trên đây rồi mà nó nặng lắm nha. Mình cầm chắc cũng cỡ 2 kg mấy, 3 kg á. Bây giờ mình cắt nha các bạn. Ngày mai vợ mình có thể dùng cái bầu này để nấu canh hay là kho cũng được. Không biết các bạn mà đã từng ăn bầu kho chưa? Bầu mình kho dạng như kho chay á, mình kho với lại rau củ khác như là đậu bắp nè, rồi cà tím, rồi cà rốt, mình kho mặn á. Rồi mình bỏ đậu hũ chiên vô, rất là ngon nha. Bầu kho là cái vị nó sẽ khác, với lại canh nó sẽ ngọt hơn và ăn nó giòn giòn ngon lắm. Mới vừa cắt trái bầu xong thì mình đi qua cái dàn mướp á, mình thấy mấy cái trái mướp này nó cũng lớn rồi, nó trọng nè. Không biết mình để dành cho ngày mai nó có bị già không ta, chắc không đến nỗi nào đâu. Hy vọng là ngày mai mình có thể cắt được. Mình thích ăn mướp non á, cái hộp nó nhỏ rồi cái vị nó sẽ ngọt và thơm, bởi vì đây là mướp hương mà. Bên kia cũng có mấy trái nè, mình quay cho cả xem. Thì hôm bữa mình quay cái trái nó còn nhỏ, hôm nay là nó trọng rồi nè các bạn, thấy không? Trời ơi, bự thấy ham không? Mập ú á, giống mình nè. Nè, đây nữa nè. Wow, 2 trái, 3 trái, rồi bây giờ này là trái thứ 4 nè. Đã không? Mập ú á, mình thích ăn mướp lắm. Mướp dễ ăn mà, có thể xào nè, có thể nấu canh, mình cũng có thể hầm xương rồi bỏ vô, nó rất là thơm ha. Đây có một trái nó
nó hơi bị đẹo. Chắc có lẽ là do nó quá gần cái trái này nè. Thấy không? Cái này này nó bự á, nó hút dinh dưỡng, thành ra cái trái này nó bị đẹo. Nhưng mà không sao, mình cũng vẫn nó ăn được. Rồi bữa nào chắc mình làm cái lẩu mùng tơi luôn. Trời ơi, cái dàn mùng tơi của mình có thấy không? Nó đầy ở trên cái dàn luôn. Wow, trời. Hôm bữa mình có trồng một nhánh đậu rồng. Không biết các bạn đã từng ăn đậu rồng xào chưa? Đậu rồng xào tỏi ngon lắm đó nha. Đây các bạn nhìn nè. Mấy cái bông bông nó lí tí, không biết các bạn có thấy không? Trời ơi, đây có con cào cào nè mọi người. Wow, trời ơi, nó nè. Không biết các bạn có thấy không? Nó nhỏ xíu à. Đó, nó đang đung đưa nhỏ xíu đó. Ảnh ăn cái lá đậu rồng của mình đó các bạn. Trồng cây á, mình cưng gần chết luôn. Mình đâu có dám để nó bị khô héo đâu. Mà cái anh cào cào này á, ông tự nhiên không? Giống như nhà của ổng vậy đó. Mà cái này là mình trồng mà, mình đâu có cho nó đâu. Nè các bạn coi nè, đó. Vậy mà nó đu lên đó. Ê, đi xuống. Trời ơi, đuổi nó không xuống nữa các bạn. Nó nhảy qua dưới đây rồi. Đâu rồi? Đi chưa? Chắc chạy trốn rồi quá. Đó, các bạn thấy rồi đó. Mình rất là thích ăn đậu rồng, bởi vì mình cũng ráng. Đậu rồng này rất là khó trồng nha các bạn. Mình ương nó hả, đâu coi coi, mất cũng gần cả tháng á, nó mới nảy mầm. Rồi á, mình ương 7 hột mà chỉ có 2 hột nữa nó lên thôi. Còn mấy cái hột kia nó chết hết rồi. Nó rất là khó lên luôn á. Bởi vì ta nói cái hạt cứng đầu á, là hạt đậu rồng á các bạn. Nè các bạn thấy nó có bông không? Đây, chúng quay cho các bạn xem, đây là bông đậu rồng nè. Nó chưa có nở. Ở dưới đây cũng có nữa nè. Đó. Li ti dễ thương ha. Dưới đây nữa nè. Ở trên đây cũng có nữa nè. Yeah. Nhưng mà mình phải chăm sóc kỹ nha, chứ không thôi mấy con cào cào này á, nó đốp mấy cái bông đậu rồng á, không biết ăn có được không mà. Sợ mấy anh đó nó phá lắm. Trồng cây á, mình ngán nhất là sâu á, với lại mấy con cào cào á. Tại vì á, cái khu nhà của mình á, cào cào nhiều lắm. Thể mà cái ngọn nào mà đưa lên á, mà non hay tơ là nó quất à, quất sạch sẽ luôn. Đây đây có một cái dây khổ qua nữa các bạn. Khổ qua này á, là trời ơi, đây nè, ảnh đây nè, ảnh đâu có bỏ chạy đâu. Quay cho các bạn xem cái anh cào cào nè, thấy không? Đó. Đó, ông bò tới bò lui đó. Đây nè, quay từ bên đây cho các bạn xem. Quá trời mấy con cào cào này. Để mình đuổi nó đi. Chứ không thôi nó cứ ăn cái cây mình trồng hoài luôn á. Trời. Trời đang chuẩn bị mưa. Các bạn thấy nó hơi sấm sấm chút xíu á. Nhưng mà mưa thì mát, mình thích mưa lắm. Để bữa nào á mình quay video mưa ở Brisbane cho các bạn xem nha. Queensland á không mưa thì thôi, chứ mưa là người ta nói là mưa thúi đất luôn là vậy đó, là mưa lớn lắm. Ở đây có cái dây dưa leo nữa. Yeah. Ở đằng kia mình có trồng mấy cái dây dưa leo. Thì mấy bữa trước mình cũng ăn gần hết rồi, chắc cũng gần cuối mùa rồi. Còn đây là những dây dưa leo mới mình trồng chắc cũng được khoảng một tháng nay. Thì nó bắt đầu nó ra trái nè các bạn. Đây, thấy không? Đây nè, mình quay cho các bạn xem. Đó, thấy trái không? À, nhỏ dễ thương ha. Nhưng mà vài bữa nữa chắc nó lớn á. Tại vì dưa leo cũng dễ trồng lắm. Trời ơi, mấy anh cào cào này. Hù, đuổi mấy ông xuống. Chôm thôi mấy ông ăn sạch sẽ hết mấy cái lá cây của mình. Mình trồng cây, mình nâng niu, mình chăm bón. Còn mấy ông nội này ở đâu vô nhà người ta ăn sạch luôn. Gọi là ăn ké mà còn ăn hết mới ghê. Nó nhầm gì chứ trụi mấy cái lá hết luôn các bạn. Bởi vậy đó, các bạn trồng cây phải ăn để ý nha. Thấy cào cào đó, là mình phải xịt thuốc nữa. Mình xịt cái muối Epsom á. Mình pha 2 muỗng cà phê muối Epsom với lại 2 lít nước và 1 giọt hoặc 2 giọt nước rửa chén á. Rồi mình bỏ vô cái chai, cái bình xịt á, cái mình xịt nó chạy hết, nó sợ cái thứ đó lắm. Tại vì muối Epsom á nó mặn á, rồi xà bông rửa chén á nó chắc có lẽ nó rất là độc hay sao đó. Mấy cái con nó sợ lắm. Đây là cái dàn ướp của mình. Mình cũng muốn cắt lắm nhưng mà tại vì mình ăn không hết. Thì bây giờ mình để dành đó đi.
ngày mai á mình nói bà xã mình chắc bỏ vô tủ lạnh, hay là bữa nào mình làm mướp xào á nè, mướp xào tỏi ngon lắm các bạn. Nhìn thấy ham ha, trồng cây á chỉ được cái chỗ đó đó, là tới cái mùa thu hoạch á mình cứ ra đó, mình thích là mình cứ cắt vô mình để nhà mình ăn, chứ cũng không có nhiều đến mức mà bán đâu, tại vì bên đây bán cũng không ai mua. Ở bên Úc này á, người ta hay ra chợ người ta mua trái cây nhiều cũng như là rau củ, tại vì á ở ngoài đó người ta chăm sóc kỹ, có phân thuốc, còn mình á trồng kiểu mà organic, thành ra là người ta đâu có biết cái nguồn gốc cái rau củ của mình như thế nào, nên mình để nhà ăn mình ăn thôi, chứ bán chắc cũng không ai mua đâu. Cho thì được, cho thì chắc có lẽ các bạn sẽ thích, nhưng mà ở đây mình cũng không có quen ai á, nên mình cũng không biết cho ai. Chắc có lẽ là bữa nào mình đăng trên Facebook á, nếu mà mình có nhiều thì là nhiều những cây như mướp nè, thì mình đăng cho mọi người, nếu mà mọi người thích thì mọi người cứ ghé nhà mình cắt mồng tơi rồi mình cho nha. Mồng tơi thì nhiều lắm, bao la hồi nào hồi mình có trồng thêm 5-6 dây mồng tơi đằng gốc kia kìa. Khi nào nó lớn á thì chắc cũng phải chia bớt cho mọi người, coi có ai thích ăn mồng tơi, nấu lẩu mồng tơi á thì tới nhà mình sẽ bó sẵn cho các bạn ha. Thì hôm nay mình đi làm về cũng mệt lắm á, nhưng mà thời gian của mình nó qua rất là nhanh. Với lại thứ hai nữa là cái mùa dịch mà ở chỗ nào cũng như chỗ nào ở công việc nó nhiều á, rồi làm việc cũng mệt, nhưng mà mình ra thấy cái vườn cây mình như vậy á mình cũng vui á các bạn. Đó là cái niềm vui nhỏ nhỏ của một người gốc miền Tây như mình đó các bạn, mình quen rồi, hiểu không? Buồn là mình cứ ra cái vườn của mình chăm sóc, mình tưới cây thì mình mọi mệt mỏi ưu phiền nó đều tan biến hết. Video nhà của Oscar cũng tới đây cũng khá là dài, hy vọng là sẽ gặp các bạn trong một ngày sớm nhất những video khác hay hơn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.